thấy được pháp sanh diệt thì mới được gọi là thấy Như Lai. Như bất kể lời phiên của Phật và Kali vẫn giữ nguyên tâm niệm và thái độ cũ, chàng không thể nào buông tầm mắt khỏi Đức Phật Sư. Cuối cùng, Đức Đạo Sư đành rời xá vệ và cấm không cho và Kali đi theo. Ba tuần trăng trôi qua, Vakali không được nhìn thấy hình bóng và nghe pháp âm của Đấng Đạo Sư, và sầu khổ vô hạn, chàng tự nghĩ rằng mình đã từ bỏ gia đình, đổi lớp áo cao sang của một chàng công tử danh gia để vào cuộc sống bần hàn khất sĩ, chỉ với một mục đích duy nhất là được gần gũi, chiêm hưởng Đức Đạo Sư. Thế mà Ngài lại hớt hủi, ghét bỏ mình. Trong khi Ngài rất mực từ bi dịu dàng đối với tất cả chúng sanh để đến con sâu con kiến. Một hôm, quá sầu não, và Kali nảy ra ý định quyên sinh. Chàng leo lên một đỉnh núi cao, định buông mình xuống vực sâu cho rảnh nợ đời. Biết được ý định ngông cuồng của người đệ tử trẻ tuổi, Đức Phật Sư hiện thân đến gần và Kali và cất tiếng gọi: "Này Hoa Kali, hãy đến đây nói với Như Lai." Vakali rung lên vì vui mừng. "Có thật chăng? Có thật là Thế Tôn gọi con? Ngài không xua đuổi con nữa." Và dưới bóng mát của một cội cây rừng bên tảng đá, Đức Đạo Sư ôn tồn bảo: "Này Vakali, tại sao con có ý định quyên sinh?" Bạch Đức Thế Tôn: "Vì con cảm thấy quá sầu não, quá phiền muộn. Con không tìm thấy niềm vui nào trong đời sống của khất sĩ. Đạm bạc này, ngoài việc chiêm ngưỡng tướng mạo phi phàm của Thế Tôn, này Vakali, niềm vui nào rồi cũng phải úa tàn xác thân của Như Lai. Dù là phi phàm đi nữa, rồi cũng phải chịu sự chi phối của già bệnh chết. Bất cứ pháp gì trên đời này có sanh đều phải có diệt. Đó là một định luật đương nhiên. Nếu biết rõ điều ấy, ta có nên đặt hết lòng hy vọng bám víu vào những pháp sanh diệt ấy không? Để mưu cầu một hạnh phúc vĩnh cửu không bị tàn phai chăng? Vakali im lặng cúi đầu. Đấng Đạo Sư giảng trạch thêm cho chàng về tính chất phù du. Tạm bợ của cái hộp để gọi là sắc
lấy đó làm niềm tin độc nhất của mình. Khi nguồn vui ấy bị cản trở, con đâm ra buồn phiền, sầu khổ. Con quá si mê, không biết rằng cái gì có sanh cũng phải có diệt. Sắc thân Như Lai tuy đẹp đẽ vô song thật, nhưng trước kia là không, nay có thì thế nào cũng sẽ trở về không. Nguồn vui của con cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời. Nếu không được nuôi dưỡng thì nó cũng phải lụi tàn. Con đã hiểu rồi, và con cũng xin hứa với Thế Tôn là từ nay và Kali chỉ thực hành những lời giáo huấn của Như Lai. Thay vì chiêm ngưỡng từ dung của Ngài như dạo trước, hay lắm, này tỳ kheo, lúc nào con đầy hỷ lạc rồi thì niềm tin nơi này, lời dạy của Như Lai, thì chẳng bao lâu con sẽ đạt được hạnh phúc tối thượng. Và thế rồi Va Kali từ giả Đức Phật, đạo sư độc cư thiền định ngay trên đỉnh núi mà chàng định quyên sinh. Dạo nọ đúng như lời tiên đoán của đấng đạo sư, chẳng bao lâu Va Kali đắc quả A La Hán. Từ đó Đức Thế Tôn xếp Va Kali vào hàng môn đệ có lòng tin chân thật nhất. Lời dạy của Ngài cho Va Kali trên đỉnh núi dạo nọ cũng được là kết tập vào kinh tạng. Thành câu Pháp Cú 381 lưu truyền cho đến ngày nay. Thì tỳ kheo nào tâm đầy hoan hỷ, thành tín theo lời Phật dạy, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tỉnh an lạc, dễ thoát khỏi các hành. Bởi giấc mơ tiên con lỡ sai, lòng con mến Phật tự bao ngày. Đêm nay chương gợi hồn con tỉnh, phủ sạch trần ai cho đến đây. Đi biển tìm vàng, thở xưa có một đoàn lấy buôn, nghe đồn ở ven biển nọ có rất nhiều vàng. Ai cũng đô nước quyết chí, thả buồm đi tìm. Ngặt nổi đường lối xa gần Bắc Nam, phương hướng không một người am hiểu. Trong lúc băn khoăn lo nghĩ, một khách lạ đến, tự xưng là biết nẻo, và xin làm người dẫn đạo. Cả đoàn đều hoan hỷ hấp tấp sắp đặt cuộc viễn hành. Trong lòng mọi người đều chứa chan hy vọng. Ngày ra đi đã đến, nét vui sướng càng hiện trên gương mặt của mọi người. Nhưng lúc chia tay với gia đình, sự hăng hái không khỏi bị giảm vài phân. Thuyền nhỏ neo, kẻ giới
trông lên, người trên nhìn xuống. Lời chúc may, tiếng giả từ tạo thành một bức tranh, trên đó có những nét tươi tắn và sáng pha lộn với những là điểm âm u. Nhưng can dị chỉ một phen xa cách, để rồi đoàn tụ trong cảnh giàu sang. Vì vậy mà tay chèo, tay lái, người người đều sung sướng reo hò. Thuyền đã ra khỏi Biên Thụy. Tài Công ra lệnh Trương Bồn thả xuôi theo làn gió. Cảnh trời nước mênh mông làm cho khách trên thuyền thấy tâm hồn thơi thới, như cất được gánh nặng ngàn cân. Được rảnh tay kẻ trầu người thuốc quay quần bàn chuyện tương lai, anh định tạo ruộng, anh muốn cất nhà, mỗi người mỗi ý. Nhưng không ngoài cái tham vọng tô điểm đời sống để cho gia đình thêm phần no ấm vui tươi. Một bên là đất liền, bãi cát. Trắng phơi màu dưới ánh mặt trời đã xuyên. Còn một bên là bãi đá chập chờn, sóng tuôn đổ bọt quái, ai lại cảm bạn hoài khơi. Tiếng anh cầm lấy thuốc lên trong tiếng gió dịu mềm. Ai biết chữ đọc thử xem nào. Thật lưng chừng một cái đảo con, một tấm bảng to tướng được cắm chặt xuống đất. Trên mặt có mấy dòng chữ nét đậm ở xa đất dễ nôm. Phải nạp một mạng người lễ thuần mới được đi ngang qua đây. Ban sơ hình như không ai thấy làm quan tâm. Có người còn cho là lời hăm dọa của kẻ thích khôi hài. Nhưng ngọn gió xem chừng lần lần thổi mạnh, trong khi xa xa bầy đám mây đen lơ lửng trên nền trời xám đậm. Tài Công lo lắng, có lẽ dông đến anh em nên đề phòng. Dông tố gì anh khéo lo, một người trong thuyền nói. Anh không nghe tiếng gió, càng phút càng rít lên. Và kìa là những cụm bay đen đang đùng xuống. Cả thuyền im lặng nghe ngóng và trông ra xa. Chấm 2. Anh Tài Công có lý.
tình trạng biển cả có phần thay đổi, hiểm nghèo. Trước không ai để ý, chỉ vì mắc bàn chuyện tương lai, cái vui xây đắp trong mộng bản bỗng tan như bọt nước. Nhường chỗ cho một cái lo âu. Thế thì thần linh thật. Câu nói vừa thốt ra ở cửa miệng một người lớn tuổi nhất trong đoàn, làm cho tất cả đăm chiêu, nghĩ ngợi. Ai là người? Chịu hy sinh cho toàn thể. Xem, đi xét lại, tất cả đều là quyến thuộc. Tay chặt tay, há lại không đau. Lại nữa, khi về đến quê nhà, sẽ ăn làm sao, nói làm sao với vợ con người bạc phúc. Một tiếng thì thào, thôi thì đành vậy. Chúng ta hãy nhờ ông dẫn đường cứu độ cho. Ông đã già mà tông tích không ai biết. Có tiếng cho thần. Ông để vì sao cho con cháu? Nếu ông có con cháu, một người cãi. Rồi ai chỉ đường dẫn nẻo cho ta? Khó gì tiếng kia đáp lại. Hay. Ông đã chỉ cho chúng ta đi hướng này, thì cứ theo hướng đó mà tiến. Ắt phải gặp nơi bòn vàng. Vụt một cái gió thổi mạnh vào mảnh buồm, làm thuyền nghiêng hẳn một bên. Bè gần chấm nước, mọi người xanh mặt. Tiếng thì thào lúc nãy trở nên to lớn và quyết liệt hơn. Sống chết trong lúc này. Không còn bàn dùng nữa, các anh hãy nghe tôi, kiếp đi. Nghe động, cụ lão dẫn đạo trong môi chui ra, chưa kịp hỏi thì đã bọn bu quanh cụ. Miệng ra, cụ cứu cho.
hỏi gì thì cả bọn bu quanh cụ, miệng la cụ cứu cho. Rồi những bắp tay lực lưỡng túm lấy cụ và liệng khoách xuống nước đang nổi sóng. Thuyền lắc lư lướt tới. Chỉ tại sao một đống bọt trắng dội lần rồi tan mất như khói đốt đồng. Đoàn lấy buông quỳ xuống chắp tay khấn niệm: xin thần bỏ cơn lôi đình và nạp lễ cho. Tất cả đều thiền hụp xuống, trôi lên, bị vỡ ở mũi, bị đánh ở hông, làm cho khách trong thiền đầu mình ướt dầm, lật qua ngã lại, phải bám vào cột chèo và then hầm mới giữ được thế quân bình. Tiếng khoan vái to hơn lúc trước, dầu rằng mỗi người đều cổ khô, giọng lạc, bỗng ầm một cái. Một ngọn sóng to chụp lấy thuyền như mãnh hổ vồ lấy hươu con. Giữa tiếng kêu cứu thất thanh, rồi sóng cứ gào, gió cứ thét. Trí tánh hỡi người muốn vượt biển khổ thế gian để tìm vàng hạnh phúc, chớ bắt chước đoàn lấy buông kia, tiếc thân giả mạng này, làm hy sinh người dẫn đường cho ma quỷ dục lạc. Người dẫn đường bây giờ là giới luật vậy, giới luật mất rồi, nên tin chắc rằng mình trầm luân không bao giờ ra khỏi. Nghệ thuật, nghệ thuật tuyệt vời. Một hôm, Đức Phật đi ngang qua khu rừng vắng. Ngài ngồi nghỉ dưới gốc cây, sắc thái ung dung, nét mặt trầm tĩnh. Bóng có hơn 20 người thanh niên tuấn tú đi vào. Người để ý nhìn họ. Một thanh niên nhìn quanh quất khi muốn tìm ai. Rồi thấy Hài điền tiến đến hỏi: thầy có thấy một người thiếu nữ đi qua đây không? Đức Phật trả lời: không, ta không thấy. Vậy các người là ai và đi tìm người ấy để làm gì? Chúng ta là nhạc sĩ, cùng đi vào thành với một người thiếu nữ. Người đó từ lúc chúng tôi ngủ quên bên đường trốn đi và mang theo tất cả hành lý của chúng tôi. Đức Phật vậy các chàng thanh niên lại gần. Ngài nói dịu dàng: này các em nên đi tìm thiếu nữ ấy, hay là các em nên đi tìm các em?
Các thanh niên ngơ ngác không hiểu và đồng cất tiếng rằng: Đức Phật chỉ vào một người cười to hơn hết và bảo: Em hãy thổi sáo đi. Chàng đó liền lấy sáo ra thổi. Giọng sáo réo rắt. Lúc trầm, lúc bổng. Chứng tỏ một tài nghệ tuyệt vời. Khi chàng thanh niên thổi xong một khúc, Đức Phật bảo chàng đưa ống sáo cho Ngài. Ngài thổi sáo lên. Các thanh niên nhạc sĩ ấy lấy làm lạ lùng. Họ đưa chưa bao giờ nghe được một giọng sáo hay như thế. Rừng xanh lắng tiếng, trời im du ru, muôn vận đích thở im lặng. Tiếng sáo lá xanh lướt trên ngọn cây rồi lên cao vút. Âm thanh tuyệt vời như trong quấn quanh sao ngô sao đậu. Và trong lúc đó, gió bắt đầu rì rào trong cây. Trên gió như thì thào, như chúc tụng và ca ngợi. Như để hỗ trợ. Để nâng tiếng.